Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với podcast DeFi Discussion. Chắc là cũng là rất lâu rồi thì DeFi Discussion không làm một tập đặc biệt với sự có mặt của những vị khách mời và có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Thì rất là may hôm nay thì bọn mình có cơ hội và nhận được sự đồng ý của một vị khách mời vô cùng đặc biệt, mà chắc là mình sẽ để vị khách mời này gửi đôi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion và giới thiệu đôi nét về mình ha. Thì dạ, em xin mời thầy Trí. Rồi, ok. Chào Nguyên và chào các bạn thính giả đang nghe chương trình của Con 68. Thì mình là chàng ngốc già, thì mọi người biết mình trên mạng xã hội là chàng ngốc già với đấy kênh YouTube, kênh podcast và cái blog. Nhưng mà công việc chính của mình hiện nay là mình đang giảng dạy ở trường IPAC Business School Paris và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, thì mình vẫn ở biên chế ở trường ở khoa tài chính. Ngoài ra thì mình còn là một trong những thành viên sớm và đang là trong thành viên của ban tài chính của tổ chức ABSE Global, đã có trụ sở chính ở Paris. À quên, mà mọi người chắc có người thì nhớ tên, nhưng mà mình cũng giới thiệu chứ. Ừ, mình là Trí ha, Võ Đình Trí. Ok, thì mình nghĩ là nhiều bạn đang nghe podcast thì sẽ gọi là thân thuộc với cái tên chàng ngốc già hơn. Và thầy Trí thì có nhiều cái kênh, có cả blog này, có cả các bài viết, có cả YouTube, có cả podcast với cái nickname là chàng ngốc già. Thì chắc là bọn mình sẽ để những cái đường dẫn của các cái kênh này ở phía dưới description để cho các bạn nào mà quan tâm về các cái khía cạnh của tài chính, không những về tài chính vĩ mô mà còn có thể là về những cái lời khuyên về quản lý tài chính cá nhân và các cái kênh đầu tư, thì có thể theo dõi những cái kênh media của thầy Trí ha. Ok, thì nếu như mà các bạn là một người follow các cái kênh của thầy Trí chàng ngốc già thì sẽ tinh ý, thì sẽ có thể thấy là dạo gần đây thì thầy Trí chia sẻ khá là nhiều về một cái kênh đầu tư, đó là crypto. Thì cũng rất là tò mò là cái cơ duyên nào đưa thầy đến với cái thị trường mà nó khá là mới, mới bùng nổ ở thời gian gần đây. Và chắc là để thầy Trí chia sẻ một xíu về cái cơ duyên này ha. Cảm ơn Nguyên về câu hỏi. Thì mình đến với lại, mình biết đến crypto là khoảng năm 2017. Đó là sau khi mình làm cái luận án tiến sĩ xong đó, thì mình phát triển cái network của mình, thì có những cái đồng nghiệp của mình, người ta bắt đầu nghiên cứu về crypto. Chủ yếu là người ta nghiên cứu về cái việc mà quản trị rủi ro và xem xét rằng là những cái pattern trong cái rủi ro của các cái crypto nó như thế nào, và nếu mà đưa nó vào trong một cái danh mục đầu tư truyền thống đó thì nó có cái khả năng hedging được hay không, có nghĩa là nó đa dạng hóa cái danh mục đầu tư hay không. Thì lúc đấy thì mình có tham gia một cái dự án chung với đồng nghiệp, hai đồng nghiệp khác, thì mình làm một cái paper về crypto. Thì lúc đấy là mình mới bắt đầu tìm hiểu về crypto, về các cái ICO nói chung, rồi về cái thế giới của crypto đấy, và lúc đó thì mới bắt đầu là để ý đến crypto. Nhưng mà lúc đấy chỉ là thuần túy là nghiên cứu thôi. Lúc đấy là mình collect data, mình làm chủ yếu là làm trên data thôi, về mặt học thuật, chứ chưa có gì đụng gì đến đầu tư hết. Vậy thì cái đồng crypto đầu tiên mà thầy Trí mua là đồng, em tò mò là cái đồng gì ha? Chỉ có truyền thống thôi. Thật ra như mình nghĩ ai đầu tiên muốn vô crypto như là cũng thường là mua Bitcoin thì phải, nếu mình không nhầm. Thì mình cũng vậy thôi. Hồi đó hình như lúc đấy bỏ có như 500 đồng à. Hồi đó mình bỏ 500 đồng ha. Bây giờ nếu mà tính bây giờ thì cũng được x5. Nghe x5 ghê lắm, nhưng mà thật ra có bao nhiêu đâu. Thực ra thì trong những cái năm gần đây á, thì nếu như mà gọi là, nếu mà gọi về cái độ X á, thì chắc là phải nói về các cái đồng mà gọi là cái đồng coin nền tảng của coin những... Không, meme coin thì em không nói rồi. Meme coin thì nó như kiểu xổ số luôn rồi, thì mình thua rồi. Còn ý em là những cái đồng mà nó kiểu gọi là nền tảng của blockchain á, những cái đồng mà nó là hệ sinh thái á, thì không biết là hiện tại thì thầy có theo dõi những cái mạng này không, và cái hệ sinh thái nào là cái hệ sinh thái mà thầy
đang quan tâm ở thời điểm hiện tại? Ừ, thì cái này nó cũng là cái điều mà mình cũng đã chia sẻ trên một số cái kênh của mình, hoặc là khi mà mình chia sẻ với các bạn về tiền mã hóa, về crypto cũng như là về tài sản số đó, nó rộng, cái chủ đề tài sản số nó là một cái chủ đề còn rộng hơn nữa. Thì mình cũng chỉ khuyên mọi người là tập trung vào top 10 những cái đồng coin mà nó có cái market cap lớn nhất. Ngoài ra thì nó có một cái, nó gọi là những cái coin nền tảng đó. Ví dụ như là mình có Bitcoin, mình có Ethereum. Ngoài ra là mình coi những cái đồng coin mà nó nằm trên các cái hệ sinh thái, nó gọi là như là layer 1 đó, mọi người trong ngành gọi là hạ tầng đó ha. Nói chung là cái coin mà coin về cầu đường đó, cầu đường quốc sản đó. Thì hiện nay thì mình vẫn quan tâm những cái top đầu thôi. Ví dụ ưu tiên của mình trong danh mục của mình vẫn là Bitcoin, Ethereum. Rồi sau đấy thì thứ tự tiếp theo thì nó sẽ không phải nhiều, nhưng mà nó sẽ chia đều ở Avalanche nè, rồi Polkadot nè. Mình thì cũng kỳ vọng nhiều ở Chiliz, bởi vì mình nghĩ rằng là cái về NFT, về game nhiều đó, thì nó cũng sẽ ở cái Chiliz bởi với các cái fan token. Ngoài ra thì mình cũng giữ Binance, mọi người biết rồi ha, và Polygon. Có một cái gần đây mình phát hiện ra nữa, đó là có thể có tiềm năng thì mình cũng có thêm, nhưng mà không nhiều, đó là cái Helium, HNT. Cái đồng đó hình như là của kiểu như làm về 4G đúng không thầy, kiểu connection? Nó là về cái kiểu mà GPS đó, nó kiểu mà về cái internet of thing. Thì hôm rồi nó có những cái người mà nuôi cua ở Mỹ hoặc Canada đó, người ta đã dùng rồi. Và như vậy là cái mạng lưới của nó càng nhiều rồi. Thì khi mà các cái use case của nó càng nhiều thì mình nghĩ là cái utility nó cao, thì lúc đó là tiềm năng. Nhưng mà mình cũng vô nó cách đây cũng hơn 6 tháng thôi. Thường thì em thấy là cái khía cạnh mà về công nghệ này, rồi những cái mà người ta hay gắn mác là cách mạng, rồi 4.0, rồi kiểu như là thay đổi thế giới á, thì nó sẽ thân thuộc với lại cái lứa mà gọi là Gen Z này, hoặc là cái xa hơn xíu là cái thế hệ là Millennials. Và thậm chí là có người còn bảo là cái cuộc cách mạng blockchain này nó là một cái sự dịch chuyển tài sản, tức là tiền là từ ví của các cái boomer á, từ những người mà thế hệ trước, thì nó sẽ bị gọi là thu hút về ví của những cái thế hệ sau này. Thì không biết là thầy nghĩ như thế nào về cái góc nhìn này, và có cái khó khăn nào đối với những cái người mà gọi là ở thế hệ trước hay không, kiểu như là họ gần như là bị loại bỏ khỏi cái cuộc cách mạng này hay không? Cái này thì nó có nhiều cái góc độ khác nhau ha. Đầu tiên mình nói cái thế hệ boomer là cái thế hệ mà là bây giờ là người ta bắt đầu là cũng có đó những cái gọi là tài sản thừa kế rồi. Và các bạn biết rằng là đối với cái thế hệ thừa kế, khi mà để cái tài sản lại cho cái thế hệ trẻ, chẳng hạn như là millennial như bây giờ đó, các bạn sinh năm 2000 kể cả là 2000 đấy, quanh năm 2000 đó. Thì bây giờ để lại tài sản cho các bạn, thì bây giờ cái nhìn về tài sản của các bạn nó khác rồi. Hồi xưa thế hệ mà boomer, thế hệ chẳng hạn như thế hệ ba mẹ của mình nữa đó, thì thường là để lại tài sản là nghĩ là sẽ để lại nhà cửa ha, để lại cơ nghiệp gì đó, và nó phải giữ cái tài sản đó cho thế hệ sau nữa. Có nghĩa là phải, thường hay nói là tao không phải cho mày cái nhà đâu nha, tao cho mày cái nhà này là để cho cháu tao đó, đó kiểu vậy đó. Nhưng mà thật ra cái giới trẻ bây giờ nó thay đổi nhiều lắm. Giới trẻ bây giờ các bạn nghĩ rằng là cái cuộc sống bây giờ là mình phải tiêu dùng và hưởng thụ nhiều hơn á. Thường á thì các cái thế hệ trước thì em nghĩ là họ sẵn sàng gọi là live under the means, tức là họ sẵn sàng làm 10 đồng mà họ tiết kiệm 8-9 đồng là có. Thế là còn cái thế hệ bọn em thì gần như là all in hết, tức là ok thì đấy hơi extreme, nhưng mà mình sẽ tiếp cái ý tiếp theo, đó là hiện nay thế hệ trẻ đó, khi mà tại vì cái khái niệm về công việc trọn đời nó không còn nữa nha. Rồi cái thứ hai nữa là những cái nghề nghiệp mới nó thay đổi nhanh lắm. Một cái bạn trẻ bây giờ ra thì 10 năm sau rồi, đến lúc mà bạn đi làm đó là bạn làm những cái nghề mà lúc mà bạn còn nhỏ đó, bạn chưa hình dung là nó có nữa, nó chưa tồn tại. Đấy, thì như vậy rằng là rất là khó để mà có những cái chuẩn bị từ xa như vậy. Thế là
trong cái ý thức của ba mẹ, rồi cho ý thức của các bạn trẻ bây giờ, đó là các bạn ấy nói rằng không, nếu mà như vậy thì thế hệ con của tôi sẽ không để lại cho nó tài sản kiểu mà có vật lý giống như là nhà cửa hay là kiểu này nọ kia đâu, mà để cho nó là trang bị cho nó chẳng hạn như là kiến thức, trải nghiệm, rồi tự nó làm cái cuộc sống cho nó, kiểu như vậy đó. Nó không còn cái mindset giống như những cái thế hệ trước nữa. Thì đấy là một cái câu chuyện là về cái dịch chuyển cái tài sản. Cho nên là khi mà nhiều khi có thể hình dung là một cái bạn nhé, nhận được cái tài sản thừa hưởng là vài triệu đô nhé, và các bạn ấy lập tức bỏ một nửa tài sản đấy vào crypto. Wow. Chứ không, quay chứ đâu có giống như là những cái thế hệ trước đâu. Rồi, đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là bây giờ cái lợi thế về tài sản đó và cái dịch chuyển cái thang giàu có đó, thế giới nó đang càng phân tầng ở cái chỗ là người càng giàu thì càng giàu, và số người càng giàu nó càng ít lại. Yeah. Cái số người giàu đó người ta ít lại nhưng mà người ta càng giàu hơn. Cái đó là cái xu hướng. Cái này giống như cái cuốn Capital của Piketty viết đó. Thì cái người giàu đó nó tích tụ càng nhiều hơn. Và chính vì vậy rằng là cái cơ hội cho những cái người trẻ mà số đông sau này rất khó. Rất khó. Lấy một cái ví dụ như là bây giờ chẳng hạn mình nói là cái chuyện mà để các bạn trẻ bây giờ sở hữu một căn nhà riêng của mình ở trên tất cả thế giới nha, chứ không phải mình nói ở đâu Việt Nam hay nước nào, cực kỳ khó. Đấy. Và cái lợi thế của cái người mà nắm vốn nó rất là nhiều. Có nghĩa là khi mà anh nắm vốn thì anh có thể chi phối được hết. Đấy. Và chính vì vậy rằng là tại sao mà mình mới thấy rằng là thật ra cái blockchain nè, cái crypto nè, nó chính là cái cơ hội cho số đông của những bạn mà nói chung là không có gì. Đó, có nghĩa là khi bạn không có gì thì khi mà bạn có một cái cơ hội thì đấy là một cơ hội quá lớn cho bạn. Tại vì nếu mà không có thì không có cái crypto, không có blockchain thì bạn cũng không có cơ hội. Mà mình biết rất nhiều bạn là đã đổi đời từ cái công việc nha, chứ không phải mình nói là chuyện đầu tư nha. Có nghĩa là các bạn đi đúng cái hướng, các bạn đầu tư vào chuyên môn của mình vào làm dev. Có nhiều bạn làm luôn full stack luôn thì lương cực kỳ cao. Đấy, rồi các bạn làm dev, rồi các bạn làm những cái ngành công nghệ bổ trợ cho cái công nghệ cho blockchain các thứ, thì các bạn có một cái thu nhập và cuộc sống rất tốt. Thì đấy là một sự đổi đời. Đấy là chưa kể các bạn đầu tư khác mà gọi là trúng mánh thì cái đó mình không nói ha. Nhưng mà em cũng tò mò là hiện tại thì thầy gọi là phân bổ cái tỷ trọng giữa tài sản truyền thống với tài sản crypto thì cái tỷ lệ nó như thế nào á thầy? Đây nó là một cái loại tài sản rất là mới, nó cũng nhiều rủi ro nữa, và cái việc mà quản lý cái portfolio của mình nó hiệu quả thì cái này nó vô cùng quan trọng, nên là em cũng muốn nghe những cái góc nhìn từ một người đã có kinh nghiệm mà gọi là tài chính truyền thống thì thì trong tài chính thật ra thì người ta cũng đã bắt đầu coi tiền mã hóa là một cái loại tài sản ha, nhưng mà nó là một cái tài sản rủi ro. Thì đối với kể cả các cái quỹ đầu tư rồi những nhà đầu tư chuyên nghiệp bây giờ, người ta cũng coi tiền mã hóa crypto là một trong cái lớp tài sản. Cái tỷ lệ của nó sẽ thay đổi theo cái quy mô. Ví dụ những cái người mà mình biết á, những cái người mà giới mà gọi là ultra high net wealth, siêu giàu á nha, thì người ta cũng đã nghĩ đến crypto và người ta bỏ khoảng 1%. Siêu giàu thì 1%, giàu thì 5%. Giàu thì 5%. Của mình thì hiện nay nó hơi mình, tại vì mình có một cái conviction, mình có một cái niềm tin càng ngày càng mãnh liệt, cho nên là bắt đầu từ đầu năm nay là mình allocate nó hơi tăng rồi đó. Cũng sắp, mình không biết nhưng mà chắc cũng cần gần cỡ 15% cỡ đó. 15 20 gì đó. Nhưng mà phần lớn là ở truyền thống thôi. Nhưng mà thầy có thấy là cái tác động từ những cái thị trường truyền thống nó vẫn còn rất mạnh lên crypto hay không? Tại vì gần như là mọi người hay nói là cái crypto này nó correlate, tức là nó cùng pha với lại nhiều cái thị trường tài sản truyền thống, và nó vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái chính sách của các đơn vị quản lý á. Thì thầy nghĩ như thế nào về cái vấn đề này? Thì cái đó là đương nhiên mà. Crypto hiện nay nó cái mà nó cản trở nó nhiều nhất đó là vấn đề về tính pháp lý ha, cái regulation, cái công nhận crypto trên thế giới. Nhưng mà thật ra thì trên thế giới công nhận về crypto và nói chung và tiền gọi là tài sản số nói chung, nó có nhiều cái thái cực khác nhau lắm. Có những nước là ủng hộ hoàn toàn, ví dụ như các bạn mà đến đảo Manta hoặc là các bạn qua Bồ Đào Nha, các bạn sẽ thấy người ta rất là open ha, kể cả miễn thuế rồi luôn. Rồi ví dụ những cái nước khác chẳng hạn như là Thụy Sĩ nè, Singapore,
Singapore thì coi như là tài sản và không có đánh thuế trên cái thu nhập ha. À, chỉ đánh thuế trên thu nhập thôi chứ không đánh thuế capital gain chẳng hạn như vậy. Thì đấy, rồi có những cái nước thì cấm hẳn luôn, ví dụ như Trung Quốc, Nga cấm. Còn những cái nước mà có vùng xám chẳng hạn như Việt Nam, đúng không? Cho thì cũng không cho mà cấm cũng không cấm kiểu vậy. Thì đấy là những cái thái cực khác nhau của các nước. Thì cái đấy vấn đề đó là về cái regulation. Và cái thứ hai là bởi vì cái regulation đó thì nó có cái sự thận trọng rất là lớn từ các quỹ đầu tư lớn. Thì họ rất là thận trọng. Họ có những cái bộ phận đầu tư thăm dò nhưng mà họ vẫn chưa dám bỏ nhiều vào trong cái tài sản số này, trong cái crypto này. Nhưng mà hồi nãy em có nói cái mà nó liên hệ với thị trường thì đúng, mình quan sát gần đây đó thì là nó có một cái correlation rất là mạnh giữa thị trường crypto và chứng khoán, nhưng mà chỉ trong cái tech thôi nha, trong cái sector tech technology thôi, trong các cái cổ phiếu về ngành kỹ thuật thôi. Vì sao? Mình sẽ quan sát, mình sẽ thấy là cái profile của các bạn đầu tư, thường các cái bạn mà đầu tư crypto đa phần là trẻ, under 30, dưới 30 tuổi. Yeah. Và những cái bạn mà dưới 30 tuổi này đầu tư thường là trải khoái đầu tư công nghệ thôi, đúng không? Toàn là fan của chị fan của chị Cathie Wood không? Hoặc là fan của Elon Musk, đúng không? Thì kiểu vậy. Đúng rồi, Elon Musk đấy, thì kiểu vậy đó, fan của chị Cathie. Đấy thì thường đó là thường là mà khi mà bỏ trong đầu tư ở bên crypto và chứng khoán và tech khi mà nó giảm là cái bên kia là nhiều khi các bạn trẻ là hay dùng margin, hay dùng đòn bẩy. Thế là bên kia mà nó bị một phát, nó côn một phát là lập tức là phải bán bên này để mà bù vô. Thì đấy là thường là nó sẽ có cái mối liên thông như vậy. Ở thời điểm mà thầy cho mình call cái podcast này á, thì nó là khoảng cuối tháng 4 2022. Thì nó có một vài cái tin đồn liên quan đến việc là Fed sắp tăng lãi suất á. Thì thầy nghĩ như thế nào, gọi là cái tác động của cái tin này là như thế nào đối với thị trường crypto? Tại vì gần như là một khi mà Bitcoin nó sập á, là tất cả các cái đồng gọi là altcoin là sập theo hết. Và cái tác động nó gọi như là nó như là hòn tuyết lăn luôn rồi á. Thì thì thầy nghĩ như thế nào về cái tác động của cái thông tin liên quan đến lãi suất này? À, đương nhiên rồi, cái quyết định về lãi suất của Fed là nó là Fed đại ca mà, đúng không? Trước mình có làm cái podcast Fed đại ca đó, thì cái chính sách của nó ảnh hưởng đến thị trường tài chính không chỉ của Mỹ mà của toàn cầu luôn. Và cái việc mà Fed tăng lãi suất là cái này là đã có trong kế hoạch rồi và mọi người đều phỏng đoán được hết mà. Vấn đề là sẽ tăng nhanh hay chậm thôi. Ví dụ như nói là 2002 mục tiêu là sẽ lên 2.5% đấy cuối năm. Thì cái lộ trình nó sẽ cuối năm nó sẽ đến là 2.5%, như vậy là sẽ tăng là bao nhiêu thôi. Chẳng hạn như là ngày 3, ngày 4 tháng 5 sắp tới họp đây thì khả năng là đang đột đoán là sẽ tăng một phát luôn là 0.5, kiểu như vậy. Nhưng mà thường thì những cái đấy thì thị trường người ta cũng đã tiêu hóa rồi, người ta đã biết được cái đó rồi. Đấy, còn vấn đề quan trọng là sẽ cùng với cái đó thì cái giọng của Fed đó, họ sẽ là kiểu mà họ diều hâu hơn. Họ nói rằng là tăng gì đó nhưng mà còn sẽ tăng mạnh nữa chẳng hạn như vậy nữa, thì lúc đó là thị trường mới hoảng sợ. Mà hoảng sợ nhất là cái nhóm tech. Tại vì cái nhóm tech là nó đã thật sự là qua cái đợt dịch là nó đã overvalue quá nhiều rồi ha. Có nghĩa là nó bay nhưng mà đợt rồi nó rớt là cũng chắc là cũng sắp về lại mặt đất rồi. nhiều cổ phiếu tech của Mỹ là đã hầu như là trở về lại mặt đất rồi. Mấy gần đây là có Netflix đúng không ạ? nhiều lắm em, tất cả hầu như các cái con lớn mà trong danh mục của chị Cathy, sáng nay mình đọc là đã You Today là đã lỗ hết gần 40-45% rồi. Wow. Cái quỹ ARK của chị đó. Thì đấy thì nó sẽ là cái phép lãi suất tăng mà kiểu một cách mà nhanh á. Trước cái thời hạn luôn đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu công nghệ, mà cổ phiếu công nghệ mà xuống đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến crypto thôi. Tại vì dạo gần đây thì mọi người sẽ xem những cái dù là ở định dạng token nhưng mà thực ra nó là gần như là một cái cổ phiếu hoặc là một cái hình thức gọi vốn cho một cái startup công nghệ thôi. Thì cái việc correlate với lại những cái công ty ở mạng tech truyền thống thì nó vẫn sẽ có tác động đến crypto.
Em có theo dõi cái thị trường DeFi á, hiện tại thì nó ra một cái loại tài sản, nó là một cái stablecoin thuật toán. Thì có một vài cái đặc trưng, đó là nó có cái mức lãi cam kết lên tới 20% một năm cho người dùng. Và thực sự là khi mà em gọi là em tiếp nhận cái thông tin này á, thì cái đầu tiên mà em nghĩ về thì nó lại là cái hình thức CDO của 2008, tại vì nó phát hành những cái khoản vay dựa trên những cái tài sản mà gọi là nhiều cái loại tài sản ở những cái trang khác nhau á. thì thì thầy nghĩ như thế nào về cái dạng tài sản này? Thực ra thì nó giống như một loại nợ hơn là một loại tài sản. Cái này mà những bạn nào mà làm trong tài chính thì biết ha, giống như nãy Nguyên nói là CDO các thứ này nọ, thật ra nó là một cái phái sinh, mà ngoài ra nó còn có một cái gọi là các sản phẩm structure, các cái sản phẩm nó gọi là sản phẩm cấu trúc, có nghĩa là nó ghép hai ba cái sản phẩm lại rồi sau nó ra một cái sản phẩm mới. Nhưng mà đối với mình thì đơn giản thôi, mọi người hãy nhìn cái tài chính đó một cách đơn giản, đừng có để những cái gì đó nó phức tạp, là kiểu như màu mè các cái công thức toán rồi phía sau, nó sẽ làm cho mình cái yếu, giống như là mình choáng á. Nhìn một cách đơn giản thôi là các cái stablecoin làm sao mà nó trả được 20% cái APY một năm đấy ha. Nó nghĩa là đối với mình một cái stablecoin mà như vậy là too good to be true. Đấy, mình rất là là hoài nghi ha, quá tốt để mà là sự thật là 20%. Có thể trong một thời gian ngắn ok, nhưng mà mình cảm giác nó rất là nhiều rủi ro. Tại vì nếu mà so với một cái stablecoin, so với đồng đô la Mỹ, một đồng euro, các bạn biết rồi, ở bên này lãi suất hiện nay tiền gửi nó là 0.01, 0.07. Chỉ cần các bạn mà có một cái lãi suất trái phiếu bây giờ có 1%, 2% thì các bạn stablecoin như đang mình nè, mình đang giữ stablecoin là mình chỉ cần lấy 4% một năm là mình đã quá happy rồi, mình đã quá vui rồi đấy. Thì với những cái gì mà nó có một cái lợi nhuận mà kỳ vọng cao như vậy thì chắc chắn đằng sau nó là một cái rủi ro cao tương ứng ha. Mọi người cứ nhớ một cái nguyên tắc cơ bản trong tài chính là rủi ro nó sẽ đi kèm với lợi nhuận. Đấy. Thường thì em hay có cái góc nhìn là từ cái lĩnh vực crypto này em nhìn sang nhìn nhìn ra ngoài cái lĩnh vực tài chính truyền thống. Nhưng mà em cũng khá là tò mò, đó là những cái người ở cái lĩnh vực mà tài chính truyền thống, khi mà họ nhìn ngược vào cái crypto, họ nhìn ngược vào tài chính phi tập trung á, thì cái góc nhìn của họ là như thế nào về cái lĩnh vực mới này? Và nếu như mà được chọn ra một cái sự một một cái điểm khác biệt duy nhất giữa hai cái mảng thị trường này á, thì thầy sẽ chọn cái điểm đó là điểm gì? Thật ra mình phải hỏi, chắc mình muốn muốn hỏi Nguyên lại câu hỏi kỹ này một chút, có nghĩa là trong lúc này hay là trong tương lai, tại vì cái sự khác nhau nó ở thời điểm nữa, ví dụ như bây giờ cái thời điểm, đúng rồi, cái sự khác nhau giữa giữa tiền tiền mã hóa crypto với lại các cái tài sản tài chính truyền thống đó, đó chính là ở cái vấn đề regulation thôi. Vấn đề là regulation, vấn đề là coi nó là một tài sản hay là coi nó là một đầu tư. Hiện nay rất nhiều nước vẫn chưa thống nhất coi cái tiền mã hóa này nó nằm ở trong theo cái chuẩn mực kế toán á, đặt nó vào là nó là tài sản hay là nó là tiền hay là tài sản đầu tư, vẫn chưa thống nhất được mà, đúng không? Tại vì đâu có chưa biết là hạch toán nó là thuộc loại nào cơ, rồi chưa kể là các cái chính sách về liên quan đến thuế đối với nó, tại vì khác nhau nha. Ví dụ nếu nó là tài sản đầu tư thì anh chỉ lấy được trên cái capital gain thôi. Còn nếu mà hoặc là cái tiền mà nó tạo ra, ví dụ như là lấy cái tiền mã số, cái tiền số hóa đó mình đi stake, đúng không? Hoặc là mình đi cho vay, mình lấy được, mình thu được cái lãi suất, thì cái lãi suất đó sẽ đóng thuế như thế nào? Đấy, hoặc là ví dụ như ở một số nước nó đánh thuế tài sản, anh có cái giá trị tài sản từ 1 triệu đô trở lên, từ 1 triệu euro trở lên, anh phải đóng trên cái thuế trên cái tài sản đó, thì lúc đó có coi là cái crypto có phải là tài sản hay không. Thì đây là những cái vấn đề mà các nước người ta vẫn đang còn phải thống nhất bàn bạc với nhau ha, để có ra những cái sự nhất quán chung, đặc biệt là các nước lớn thôi. Vấn đề là các nước lớn, ví dụ như là Mỹ cho EU, Nhật đồ này nọ, đấy là các nền kinh tế lớn, người ta G7 đó hoặc là nhóm G20 người ta thống nhất với nhau. Cái đấy là cái thời điểm hiện tại. Còn cái mà ở thời điểm tương lai thì mình nghĩ rằng là
thời gian thì chắc chắn là tiền mã hóa này sẽ được hợp thức hóa thôi, khi mà các cái vấn đề người ta kiểm soát tốt về về các cái chính sách thống nhất với nhau về thuế nè, thống nhất với nhau về việc kiểm soát được cái chống rửa tiền là AML nè, làm tốt về cái KYC nè, Know Your Customer nè, thì cái đó thì lúc đó nó sẽ là một cái tài sản, nó là một cái tiền, một cái đồng tiền thật sự là crypto, nó là một cái đồng tiền giống như là đồng euro, đồng franc Thụy Sĩ, đồng đô la Mỹ, đồng yên Nhật vân vân, nó là đấy, và nó là một cái tài sản. Thì đấy là cái, và cái khác nhau nữa đó là ở cái mức độ phi tập trung thôi. Cơ bản cái giá trị của các cái đồng tiền mã hóa đó là cái giá trị mà nó đưa ra từ ban đầu, đó là cái sự phi tập trung. Sự phi tập trung nó không phải phụ thuộc vào cái sự phát hành một cách gọi là, mình nói chủ quan ha, đấy, chủ quan của những cái ngân hàng trung ương hay của những cái chính phủ nào đó. Thì đấy là cái sự khác biệt lớn nhất. Và nó có một cái nữa là đối với những cái đồng crypto nào mà nó muốn giữ cái giá trị của nó thì nó phải, cái sự khác biệt lớn nhất là nó kiểm soát được cái lạm phát bằng cái kiểm soát cái lượng cung, đúng không? Thì cái đấy là một cái, những cái thuộc tính tốt mà của crypto nó vượt hẳn hơn so với cái đồng tiền fiat. Còn về mặt tài chính thì các cái hệ thống vận hành của tài chính nó thì nó sẽ giống nhau, dần dần nó sẽ giống như tài chính truyền thống hết á. Mình có cái DeFi trong cái tài chính truyền thống như thế nào thì DeFi nó cũng sẽ y chang như vậy đó. Cũng có cho vay, cũng có gửi tiết kiệm, rồi cũng có, sắp tới rồi, bây giờ cũng đã bắt đầu hình dung rồi, mình cũng đang lập ra một cái group Facebook là về gọi là quản lý tài sản số đó. Đó là cái ngành tương lai đó, nói là tương lai nhưng mà thật ra chỉ có thể là bây giờ nó đã bắt đầu rồi ha, nó giống như là quản lý tài sản truyền thống đó. Rất là đáng chờ đợi cho cái tương lai của thị trường crypto. Bây giờ thì em nghĩ là sẽ nên nói về những cái ứng dụng thực tế của crypto đi, tại vì thì xưa giờ thì khoảng 3-4 năm trước thì khi mà mọi người nói về crypto á, mọi người nói về cái này là lừa đảo, cái này là Ponzi, cái này là đa cấp rồi các thứ, thì nhưng mà dạo gần đây thì chúng ta bắt đầu thấy là những cái ứng dụng của crypto nó sát với cuộc sống của mình hơn, tức là nó thực sự là nó được dùng vào đời sống và nó mang lại nhiều giá trị, chứ không đơn giản nó chỉ là một cái tôi mua nó ở giá 1, tôi bán ở giá 3, hoặc là tôi gọi là mua xong rồi để xả lên đầu người khác, ví dụ như mình hay nói danh giả là như vậy. Thì em có theo dõi những cái chia sẻ gần đây của thầy, thì thầy cũng có gọi là chia sẻ về một cái xu hướng nó khá là thú vị thời gian gần đây là move to earn. Thầy có thể chia sẻ cho các bạn nghe DeFi Discussion hôm nay những cái trải nghiệm thú vị, những cái điều thầy thấy hấp dẫn về cái xu hướng này, cũng như là những cái tính ứng dụng của crypto trong cái sản phẩm mà thầy đang sử dụng. Ok, cảm ơn Nguyên, câu hỏi này rất là hay. Đúng là gần đây là mình quan tâm và mình cũng dành nhiều thời gian cho một cái ứng dụng nó gọi là Step N ha. Thì cái đấy nó gọi là Move to Earn, nhưng mà thật ra nó là một cái nhánh trong một cái trend lớn luôn, đó là gọi là Health to Earn ha. Health to Earn. Sức khỏe đó, tất cả liên quan đến sức khỏe. Mọi người nên biết rằng là thật ra cái quan trọng nhất của cái công nghệ của cái nửa cuối thế kỷ 21 này của mình đó chính là cái blockchain ha. Blockchain hay còn gọi là cái công nghệ số cái phân tán DLT đó. Thì nó dựa trên cái nền tảng đó, và vấn đề quan trọng là nó có nhiều cái use case, và một trong những cái use case đó chính là health to earn. Health to earn có nghĩa là các cái dữ liệu đó nó cũng được quản lý ha, và nó minh bạch ha, và nói chung là nó sẽ mọi người có thể kiểm tra được nó một cách minh bạch trên chuỗi đồ này nọ các thứ. Thì chẳng hạn như mình hình dung là một cái laboratoire, đúng không, sản xuất thuốc, người ta có một cái nghiên cứu, người ta cần số liệu của hàng chục triệu người, hàng triệu người. Như hồi xưa thì rất khó khăn, nhưng mà bây giờ thì nếu một người nào đó cài một cái app, đúng không, và sau đó là các cái vận động vật lý hàng ngày của mình, và mình đồng ý nha, với sự đồng ý của mình chứ người ta không được ăn cắp, mình đồng ý, mình chia sẻ cái data đó cho họ để họ làm nghiên cứu, thì đổi lại cái ứng dụng đó trên blockchain đó nó sẽ thưởng cho mình, nó reward cho mình những cái token, đúng không, và cái token đó nó có thể quy ra, ví dụ hàng hóa, dịch vụ, nó có thể quy ra tiền, vân vân. Thì đấy là một cái mà rất là tốt, và nó là ứng dụng của cái blockchain. Thì cái mà step move to earn hay là run to earn này nó cũng hay ở chỗ đó, có nghĩa là nó
nó khuyến khích người ta vận động nhiều hơn. Tại vì mình biết rồi, khi mà vận động nhiều hơn thì thứ nhất là sẽ ít tốn tiền thuốc thang hơn, đúng không? Rồi cơ quan bảo hiểm y tế của các chính phủ cũng sẽ trả ít tiền hơn, tại vì khỏe hơn thì đâu có bệnh đâu mà uống thuốc, kiểu vậy. Rồi cái sức khỏe mà vật chất nó tốt lên thì nó làm cho tinh thần tốt hơn, rồi cái năng suất lao động nó tăng, vân vân. Thì đấy là những cái mà rất là tốt, mà cái ứng dụng của các cái bạn mà làm cái team mà phát triển cái step N này, nó mình thấy nó rất là hay đấy. Và ngoài ra nó còn đánh vô một cái nữa là cái collection của các cái bạn trẻ, tại vì cái thị trường giày là một cái thị trường nó lớn lắm ha, và nó crazy luôn đó. Mình biết có những bạn bên này, bạn trẻ hoặc là bà con trong nhà mình biết mua một cái đôi giày 10.000 15.000, những cái đôi Nike, giày Nike mà gọi là collection, hiếm đó. Có nghĩa là các bạn ấy mua collection thôi chứ không bao giờ mang. Đấy, nhưng mà theo thời gian thì giá nó tăng lên, nó giống như một khoản đầu tư, kiểu như vậy. Thì cái dự án này mình thấy rất là hay, cho nên là nó nằm trong một cái xu hướng lớn, nó gọi là health to earn ha, sức khỏe, và vừa có sức khỏe mà vừa kiếm tiền. Đấy. À, thực sự ra thì cá nhân em cũng đang theo dõi và cũng có trải nghiệm qua cái ứng dụng này thì thấy khá là thú vị. Tại vì bản thân mà dân crypto bọn em thì gọi là ngồi cả ngày thôi, chứ ngồi máy tính cả ngày và lướt Twitter và check thông tin gần như là đúng rồi từng giờ, thì khi mà đến một cái ngưỡng nào đó thì cái cơ thể mình nó sẽ không gọi là không chịu nổi được nữa, thì gần như là đúng não rồi. Mình nó bị tê liệt á. Thì đến cái giờ chiều đó hoặc là một cái giờ nào đó trong ngày thì mình có thể cầm lên rồi mình đi bộ, hoặc là mình nói chung là để cho cái não mình nó giãn ra và nó mà cũng hay đúng không? Yeah. Nó có thêm incentive cho mình đúng không? Nó tạo cái motivation cho mình. nó kiểu như là nó cắt đi cái opportunity cost. Kiểu như là đúng. Cái thời gian mình bỏ ra cho cái việc chạy bộ thì tất nhiên là cái việc đầu tư cho sức khỏe thì nó quá quan trọng rồi. Nhưng mà nhiều người thì tôi bỏ ra tầm một tiếng tôi đi như thế này thì công việc của tôi ở nhà như thế nào rồi sao đó thì khi mà có một cái thưởng như thế này thì nó sẽ cắt được cái opportunity cost thì nhiều người thì họ sẽ willing chạy bộ hơn. Không biết là ngoài cái ứng dụng Health to Earn này thì thầy nghĩ là trong tương lai blockchain nó còn ứng dụng trong những cái khía cạnh nào của cuộc sống ngoài cái việc sưu tầm, rồi ngoài cái việc sức khỏe. Thì cái công nghệ blockchain đó thì là về nền tảng của nó là nó cung cấp một cái hệ thống decentralized ha. Nhưng mà ngay cả trong blockchain là mình cũng có hai dạng nha. Blockchain là mình có cái public ha, và mình có cái private nữa. Có nghĩa là có những cái doanh nghiệp lớn, những cái tổ chức lớn, người ta vẫn có phát triển cái blockchain, nhưng mà họ chỉ phát triển blockchain nội bộ thôi. Thì họ vẫn có cái hệ thống private chain, blockchain của họ. Mà mọi người hay nói nhiều đến là cái mà mình đang nói đến là cái blockchain public này đó. Đó thì nó có nhiều ứng dụng lắm. Ví dụ như là về dữ liệu, ghi nhận dữ liệu. Mình lấy cái ví dụ là chắc chắn rồi sẽ nhiều nước sẽ làm cái việc mà quản lý hồ sơ nhà đất. Em hình dung không? Ví dụ như quản lý hồ sơ nhà đất, một căn nhà nó có thể là qua 300 năm, 500 năm sau, nếu mà lưu trên giấy hay là máy tính gì đó, nó có thể là có bị sửa đổi hay là bị mất gì đó, đúng không? Thì nếu mà cái hồ sơ của một cái căn lâu đài, một cái căn nhà nào đó qua mấy trăm năm mà nó được lưu trên blockchain thì rất là dễ. Cái nữa là cho public có thể, người ta có thể kiểm tra được luôn. Ví dụ như cái nhà này nó đã qua những cái ví nào, qua những ai bao nhiêu lần rồi. Đấy, kiểu như vậy. Người ta có thể biết được cái đó ha. Hoặc là ví dụ như những cái tài sản mà giá trị mà hiếm, ví dụ như là xe hơi mà collection, đồng hồ collection, những cái bức tranh mà collection, cùng với lại cái hiện hữu đó, vật chất đó, một cái bức tranh, một chiếc xe cổ đó, cái đồng hồ cổ đó, thì nó còn có một cái ID ở trên blockchain đấy, để có thể check được luôn. Rồi ví dụ như là một cái ứng dụng nhiều nữa mà mọi người làm là ví dụ như là về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, đúng không? Em hình dung ví dụ như là hôm trước trong mấy cái diễn đàn về blockchain ở Việt Nam thì mọi người nói là khuyến khích để làm cho nông nghiệp Việt Nam đó, nhưng mà nông nghiệp các nước người ta đã làm rồi. Ví dụ như là em cầm một cái trái xoài lên thì em sẽ biết rằng là cái trái xoài này nó xuất xứ từ đâu, quy trình sản xuất của nó như thế nào, vân 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 ha. Đấy, thì mọi người cũng đặt ra cái câu hỏi là đương nhiên blockchain là dùng rồi, nhưng mà vấn đề là cái thông tin đầu vào của nó tốt hay không, nhưng mà cái đó là lại là câu hỏi khác nữa, đúng không? Mình đâu có thể nào mà mình đánh đồng hai cái được. Khi tôi chỉ quan trọng là thông tin đầu vào của anh tốt thì là anh sẽ phát huy được cái tác dụng của cái blockchain này thôi. Thì nói chung là rất là nhiều ha, trong blockchain dùng rất là nhiều. Kể cả cái hệ thống blockchain, người ta sẽ phát triển một cái tương lai nữa là cái metaverse.
Metaverse cho public và kể cả Metaverse cho private. Em có biết là hiện nay là rất rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới người ta đã làm Metaverse rồi ha. Những cái tập đoàn mà thương mại thời trang người ta làm là chuyện bình thường, ví dụ các hãng giày, các hãng fashion, các hãng thời trang. Nhưng mà còn các hãng công nghiệp lớn người ta cũng đã vào Metaverse rồi đấy. Cách đây 2-3 năm là bắt đầu người ta đã đầu tư rất là nhiều vào Metaverse rồi. Em hình dung là một cái hãng máy bay Airbus, thay vì kỹ sư hay là các bạn đào tạo cái trường kỹ sư chế tạo máy bay, bây giờ các bạn đấy có thể vào Metaverse thực hành y chang luôn. Đúng không? Tức là mình gọi là mình thực hành ở trên cái không gian ảo, và nó sẽ ví dụ như là mà nó chính xác luôn, nó chính xác y như là em đang đi vào nhà máy em học vậy đó, em đang vào xưởng để em học thực hành luôn. Hoặc là ví dụ như là một bạn đào tạo cái trường y chăm sóc người già, hay là đào tạo mổ xẻ trong y phẫu thuật này nọ, y chang Metaverse kiểu kiểu vậy. Nó đáng chờ đợi. Thực sự ra là nó là một cái gọi là cách giảm về cái chi phí của thiệt hại, đúng không thầy? Kiểu như là ví dụ như trong cái không gian đó mà mình lỡ tay mình làm hư hỏng một cái gì đúng đó rồi, thì em có thể bị fail. Còn trong thực tế nếu mà em fail một phát là một cái thiết bị đó tới mấy trăm ngàn đô. Rất là đáng chờ đợi. Thì chắc là chúng ta sẽ nói về những cái điều thú vị cũng như là những cái khó khăn khi mà thầy làm về nội dung chia sẻ những cái kiến thức liên quan đến đầu tư và tài chính như nãy giờ thầy trò mình có chia sẻ. Thì nếu như mà các bạn mà theo dõi các cái kênh của thầy Trí thì thứ nhất là quen thuộc với lại cái câu chào rất là đặc trưng ha, đó là chàng ông già mến chào các bạn đó. Rồi cái thứ hai là những cái thông tin liên quan đến tài chính và đầu tư, và nó rất là đa dạng. Thì nó từ vĩ mô và nó đi đến những cái mà cải tiến mới nhất, ví dụ như là blockchain, crypto hiện tại. Thì trong cái quá trình mà làm nội dung như vậy á, thì có cái điều gì thú vị, hoặc là cái thứ hai nữa là có cái gì nó khó khăn với thầy không? Tại vì em thấy là tài chính thì nó về cơ bản là nó là số rồi, nó khô khan và nó khá là kén người nghe ha. Ok, cảm ơn Nguyên, câu hỏi này rất là hay và cũng giống như là cho mình cái cơ hội để mà mình chia sẻ thêm với lại các bạn đó. Thì thật ra thì cái kiến thức về kinh tế tài chính nó không có khó đâu. Nó giống như là nhiều người sợ toán đó, có lần mình chia sẻ đó. Tại vì thật ra thì do cái người truyền đạt thôi, chứ còn toán thì nó rất là hay, nó rất là đẹp. Kinh tế hay là tài chính, các cái môn nào cũng vậy thôi. Vấn đề là cái người truyền đạt đó, mình tạo cho cái người nghe, người học họ có một cái động lực và họ thấy nó có ý nghĩa, nó có một cái ứng dụng thực tế trong cuộc sống, gắn kết cái câu chuyện trong thực tế và trong cái lý thuyết đấy. Và chính là cái đó mà điều mình muốn làm đó. Mình muốn làm là làm sao mình giải thích các cái vấn đề nó một cách đơn giản nhất, một cách dễ hiểu nhất đấy. Và cái đó là mình, nhưng mà thật ra khó lắm nha. Có những cái vấn đề mà mình không thể nào mà mình nói đơn giản hơn được nữa. Giống như hôm rồi mình làm một cái bài viết mà mình chia sẻ một cái, ví dụ như mình giải thích là tại sao trong một cái danh mục đầu tư là mình phải đa dạng hóa các cái danh mục, và các danh mục đó nó phải có cái mối tương quan là âm. Thì cái này nếu mà phải viết bằng công thức toán ra và ví dụ bằng số đó thì các bạn sẽ thấy rất là rõ. Còn nếu mà chỉ giải thích không thì rất là khó. Đấy, nó phải có, đấy, ví dụ giải thích ra là cái mối tương quan của nó, đúng không? Rồi cái gọi là đó, cái covariance của nó như thế nào, chẳng hạn như vậy. Đấy là cái khó thứ nhất để mà mình đơn giản hóa, nhưng mà không phải cái nào đơn giản hóa cũng được là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái khó khăn của mình làm đó là thật ra cái này là mình làm bởi vì cái sở thích của mình và cái mong muốn chia sẻ của mình, cho nên là nó là cái công việc phụ chứ không phải công việc chính của mình. Công việc chính của mình vẫn là phải ở hoàn thành công việc ở trường, giảng dạy, nghiên cứu, rồi mình làm tư vấn cho các cái dự án, mình làm cố vấn cho một số hội đồng quản trị của một số công ty ở Việt Nam, rồi mình làm cố vấn cho một số dự án blockchain và crypto. Đấy là những cái công việc chính của mình, và cái thời gian còn lại thì mình chia sẻ với các bạn. Bởi vì mình không có nhiều thời gian cho nên là mình cũng thật xin lỗi với các bạn là mình không, thật sự là mình không chuẩn bị một chút nào, trâu chuốt chút nào về mặt kỹ thuật. Có nhiều bạn nói là thầy ơi âm thanh rồi hình ảnh này nọ, nhưng mà thật sự là mình xin lỗi, mình không có đủ điều kiện, một mình tự làm hết đấy Nguyên. Cho nên là
Yeah. Không có thể nào mà mình bỏ vài tiếng đồng hồ để mà làm một cái podcast 15 phút hay là một cái video, một cái clip 15 phút mà mình phải bỏ tới mấy tiếng đồng hồ thì nó quá costly với mình, đúng không? Cho nên là khi mà mình chia sẻ thì mình có cái giới hạn đó về mặt kỹ thuật trau chuốt thì mình chưa có thể làm tốt được. Biết đâu được, hy vọng lúc nào đó thì có thể là có một cái nguồn hỗ trợ nào đó đó để mà có một cái ekip, có một cái team hỗ trợ với mình thì có thể nó sẽ tốt hơn. Cái thứ hai là cũng vì lý do giới hạn về mặt thời gian cho nên là mình chưa có sắp xếp cấu trúc lại các cái nội dung nó theo một cái mạch liền được. Và nhiều khi thật sự là hiện nay là mình làm theo các cách gọi là ngẫu hứng đó. Mình thích chia sẻ cái chủ đề nào thì là mình làm cái đó, mình chia sẻ liền luôn. Chứ mình chưa có hệ thống lại được theo cái kiểu mà từng kiểu mà lớp lan từ cấp độ này qua cấp độ kia đó đó. Cái đó là cái thiếu sót của mình. Nhưng mà thật sự thì mình chứ không đủ nguồn lực. Mình làm một ngày của mình là mình làm tính ra là 12 đến 14 tiếng đồng hồ nhưng mà không hết việc. Wow. Mình cũng phải thuê một số bạn phụ tá cho mình rồi đó, nhưng mà không hết việc. Cho nên là cái chuyện mà mình chia sẻ với cộng đồng thì mong các bạn thông cảm, nó cũng có những cái giới hạn của nó chứ mình không thể nào mà làm được hết. Đấy. Wow. À có một cái này nữa. Cái này sẵn nói luôn nè. Quá trình mà mình chia sẻ như vậy là thật ra mình học được nhiều nha. Có những bạn góp ý, rồi có những cái bạn đặt câu hỏi á, mà từ những câu hỏi của các bạn nó khiến cho mình phải hệ thống lại, mình phải đi tìm thêm thông tin, thì thật sự là cảm ơn câu hỏi của các bạn. Mà cái đấy là cái nghề của mình đi dạy cũng vậy, mình luôn luôn khuyến khích đặt câu hỏi. Tại vì từ cái câu hỏi hay, câu hỏi đúng đó, nó giúp cho mình khám phá sâu thêm, tìm thêm thông tin. Cái đó là cái điều tích cực cho mình khi mà mình chia sẻ với cộng đồng qua các kênh. Nhưng có một cái thỉnh thoảng cũng buồn, đó là có nhiều người, trời đất ơi, chắc Nguyên làm cộng đồng Nguyên cũng biết, vô duyên dễ sợ luôn. Lên vậy tự nhiên vô comment lãng xẹt kiểu như vậy đó, cứ thả những cái comment vô thưởng vô phạt hoặc là chê chửi đó, chứ cái này chém gió, cái này chả có ích gì đấy. thì lúc nó làm cho mình cũng bị thất vọng, đúng không? Nhưng mà bom cái số lượng đó thì rất là ít, rất là cũng vui là cái số lượng đó rất là ít. Nói về để thấy là gọi là những cái chia sẻ hôm nay của thầy là rất là đáng giá, tại vì là cũng rất là khó để có thể gọi là có cái cơ hội để thầy cho ngồi xuống nói chuyện với nhau và chia sẻ những cái góc nhìn của cá nhân về không chỉ riêng về tài chính, về lifestyle, về cuộc sống, về những cái gọi là những cái khó khăn nha. Mình tạm gọi là những cái khó khăn. Có một cái em thấy nãy thì nói rất là hay, đó là trong cái lúc mà mình truyền tải đến mọi người á, thì cũng là cái lúc để mình ngồi mình nhìn lại những cái mà mình đang có và những cái mình chưa có, để mình gọi là mình bổ sung thêm, mình biết được những thứ mà mình chưa biết á, thì cái đó là nó rất là hay. Thì học hỏi là một cái quá trình liên tục mà Nguyên, đúng không? Có nghĩa là không bao giờ hài lòng với lại cái hiểu biết kiến thức của mình. Có những cái điều mà mình nghĩ mình tin chắc là nó đúng, nhưng mà có thể là cái hiểu biết của mình nó chưa tới. Cho nên là mình phải luôn luôn cầu thị, luôn luôn tìm kiếm thêm vậy đó. Thôi thì em nghĩ là cái podcast tuần này thì nó cũng đã dài rồi, hai thầy trò thì cũng nói chuyện nãy giờ cũng 40 mấy phút rồi. Thì chắc là bọn mình sẽ kết thúc cái tập podcast tuần này ở đây, và em sẽ để cho thầy Chí gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion tuần này ha. Rồi, cảm ơn các bạn làm chương trình, cảm ơn các bạn đang lắng nghe và đã ủng hộ DeFi Discussion. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hy vọng là có một cái chủ đề nào đó khác nữa sẽ trao đổi với Nguyên ha, và với team Coin 68 rất là thú vị. Mình thật sự là mình rất là hài lòng với cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Nguyên. Cảm ơn anh em đã nghe đến hết tập podcast tuần này, và hẹn gặp lại trong những tập podcast tiếp theo với nhiều nội dung còn hấp dẫn hơn nữa. Và cảm ơn anh em một lần nữa. Rồi, mến chào các bạn.